Chiều ngày 24 tháng 3, Đảng ủy phường Mỹ Độ tổ chức hội nghị điểm công bố và ra mắt mô hình tổ dân vận cộng đồng, tổ dân phố số 2. Tới dự có đồng chí Vũ Thành Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường. Hội nghị đã thông qua tóm tắt về kế hoạch thành lập và hoạt động tổ dân vận cộng đồng của Đảng ủy, công bố quyết định kiện toàn tổ liên gia, quyết định thành lập tổ dân vận cộng đồng và trao quyết định ra mắt thành viên tổ dân vận cộng đồng, tổ dân phố số 2. Đồng thời, đại diện các thành viên tổ dân vận cộng đồng của tổ đã thực hiện ký giao ước thi đua. Được biết, sau khi được thành lập và ra mắt, tổ dân vận cộng đồng có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, vận động người thân, gia đình và người dân nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua và nhiệm vụ tự quản ở tổ dân phố, phối hợp tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát các nội dung về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước ở cộng đồng dân cư, nắm và phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân nơi cư trú đến cấp ủy chính quyền, tham gia điều tra khảo sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân ở địa bàn dân cư, đồng thời phối hợp với ban lãnh đạo tổ dân phố, ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo. Qua đây nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ phường đến tổ dân phố trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận ở cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Thông qua hoạt động của tổ dân vận cộng đồng là cầu nối để truyền tải thông tin hai chiều giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân được trực tiếp, gần gũi hơn, phát huy và tăng cường sự đồng thuận của nhân dân.